quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Movie nha. Ok, trời ơi, 8 Việt Nam. Oh my god, dạo này sao nghe nói là gặp server xe vũng gì đâu mà nó có vẻ như thú vị nha. Vô một phát 8 Việt Nam, hay thật. À, mình bỏ đồ Goblin lại rồi nè. Hôm nay nói với bạn nói bỏ lấy đồ Goblin ra không có đẹp, nhưng mà chủ quán nó muốn bạn ơi. Mình chơi mà chủ quán nó muốn là phải được bạn, cho nên thôi bỏ kim ra, nhưng mà hôm nay lén nạp kim vào hết rồi nha. Nạp kim Goblin vào như là mình có kim ốc luôn rồi phải, nhưng mà chưa đủ tại mình chưa có nạp Battle Pass á. Không biết còn mình, tại mình chơi ít quá. Hôm nay ngày mình chơi một trận hai trận không à, tại bận quá bạn ơi, bận quá. Vừa phải làm nè, rồi về tối rồi phải nghỉ ngơi, xong rồi làm video, cho nên nó hơi bận quá, cho nên bây giờ chơi rất ít, không biết là mình cày được cái Battle Pass không nữa, cho nên mình cũng chưa có nạp, thì cũng hơi ngại. Sợ là cày không được, cày không đủ, đạp Battle Pass vô cái nó chưa làm xong nhiệm vụ, cái là thúi hẻo luôn bạn, thúi hẻo luôn. Mà để xem, để mình chơi vài bữa, nó còn tới ngày 16, 19 tây tháng 4 hay là 16 tây tháng 4 gì là mới hết Battle Pass lận. Thì cũng còn khoảng tuần nữa. Cũng khoảng tuần nữa, hy vọng là có khả quan được chút đỉnh. Có khả quan được chút đỉnh là nếu mà mình rảnh thì là mình về sớm. Giờ này bận quá bạn ơi. Giờ này bận quá, lúc trước đông người làm còn bận, bây giờ có mình làm mà chán quá. Ôi trời. Rồi bài này cho ra bài đi gì vậy bạn? Goblin hay là Tabu Witcher? Điên rồi. Tabu Witcher hai con nghe cũng thú vị đấy. Căng bài ra hơi nát. Bài ra nhầy hiệp thứ tư không biết đép sao bạn ơi. Bài ra nhầy hiệp thứ tư thua đấy, đùa đâu. Bài ra nhầy hiệp thứ ba đép không muốn nổi này nè, chứ đừng nói chi mà hiệp thứ tư nha bạn. Anh em đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người. Nhớ như mình nói rồi đó, mình không có lấy tiền của anh em không? Tiền của anh em nằm trong túi của anh em. Anh em nạp vô game, anh em lấy skin chơi cho nó đẹp hay lắm. Mẹ mày, như vậy thì thôi, chịu. Chịu bạn, thua. Bây giờ mình ra con nào eco, tôi eco luôn ngay chỗ này chứ như vậy sao thắng được bạn? Khó quá. Như vậy thì khả năng thắng không có luôn, chứ đừng nói chi là thấp hoặc cao, khó lắm, bài này không thắng nổi. Thôi để tích tiền luôn, 5 tiền. Khó quá, trời đất cơm xuất sắc ha. Sao thằng này nó AFK à? Sao thứ tư mà nó có hai con vậy nhờ? Lắc rồi, mày bị lắc rồi con ơi. Lắc rồi, tại sao con thằng này nó có hai con mà bộ nó mua trong đó mà nó bỏ ra lại. Kiểu chấp, chấp. Chấp thì chịu. Chết đừng la nha, chấp mà chết là đừng la nha. Cho nên là cẩn thận, mình thắng được hiệp thứ tư nha bạn. Đội hình nó rách như vậy mà cũng thắng được hiệp thứ tư nha. Ô trời ơi. Thôi chết tôi rồi. Bài ra không muốn chơi luôn bạn, bài ra không muốn chơi luôn. Có ốc này, ốc dễ thương không? Nhưng mà mình có con 1 sao bạn, 2 sao là không có đâu nha. 2 sao là không có đâu. Mình có con 1 sao à, 2 sao thì chưa đủ. Ồ, bài rách không muốn chơi luôn bây giờ, úp cấp luôn nè, chơi luôn, thử có thắng được không? Nè, úp cấp cái dáng này mới thua nè. Thà không úp cấp nó cho gặp thằng đó, chứ úp cấp dáng này thua. Ôi chặt, con còn 2 sao, thấy ba assassin nè, thấy không? Mình nói rồi, máy nó có kiểu như vậy bạn. Bạn không úp cấp nữa, cho bạn gặp thằng yếu à. Bạn úp cấp lên là cho bạn gặp thằng mạnh nè. Đó, tụt quần chưa, 5 con luôn nha. Không chết con nào. Đội hình mình giờ nó mạnh thuộc loại vô địch bạn. Không ai dám đánh nó, tại đánh cái chết luôn mà. Ở tù nó. Không ai dám đánh. Thôi. Giỡn hoài, máy chắc đang giỡn với mình. Hôm nay trận đầu tiên mà có vẻ như mày. Thôi. Tại với lại mày mua ba quơ. Cố gắng dứt giác bạn ơi, chuyện vậy chết. Vậy chết chịu gì nổi. Chịu gì nổi. Vậy thì chết, vậy thì mất hết, không còn miếng gì. Chết thật sự. Power này có con Lemon Wizard ở đây. Không biết đép nổi không, để coi. Mình level 5, gặp thằng level 4 chắc có cửa. Còn gặp thằng level 5 chắc toàn. Toàn quá.
Trời ơi, nó có Power rồi 2 Assassin nè. Cũng ghê, cũng ghê. Land Wizard nè. Giật nè em ơi. Trời ơi, có vẻ không ăn tiền lắm em ơi. Có vẻ không ăn tiền lắm rồi. Thôi xong rồi, toàn rồi. Giết được con nào hay con đó. Aquaman. Aquaman. Thôi xong. Cái gì vậy ta? Thua liên tiếp rồi. À không, thắng hiệp thứ tư. There's an arrow with your name on it. À, khoan, cái gì vậy ta? Hunter. Hai con xuyên nè. Bán đi. À, Flaming Wizard 3 tiền, bán cũng mới có 9 tiền thôi. Lấy con hai con Hunter rồi vô lấy xuyên thử coi nó có khả quan hơn được chút xíu không bạn. À khoan nha, từ từ nha, bình tĩnh nha bạn. Chơi game là phải bình tĩnh nha, nhưng mình ô cái gì vậy trời? Tôi gặp quái nhân cái gì vậy trời? Echo à. Ôi. Thằng này Echo một con The Show, cái là thằng kia bỏ ra hết Echo trắng luôn. Trời trời, quái nhân không? Tôi gặp quái nhân không? Tôi gặp quái nhân rồi bạn ơi, chết rồi. Bởi vậy mình nói thấy không? Người Việt Nam là cái sức sáng tạo vô địch. Vô địch thiên hạ luôn. Echo chơi mà chí luôn các bạn. Ờ thôi được, thế chơi. Ghê, ghê liền, ghê liền. Mình cảm giác sợ liền bạn. Sợ liền. Bạn đố bạn sợ không sợ đó bạn ơi. Gặp hai thằng Echo như vậy đó. Bây giờ bạn thua thì bạn cũng không có chuỗi thắng. Mà bạn không có chuỗi thua. Bạn không có chuỗi thua. Đúng chưa? Bây giờ bạn thua, bạn đang có chuỗi thua. Bạn gặp thằng Echo trắng một cái coi bạn khóc không? Khóc liền, khóc liền. Trời ơi, gặp quái nhân rồi. Tu núi nào để em né anh ơi. Mấy anh tu núi nào để em biết em né. Ai chơi cho lại mấy anh. Ai chơi cho lại tụi mày. Ôi ôi, khó quá luôn các bạn. Chết rồi, không ăn được luôn hả ta. Thôi, Dương ơi. Du Hùng ơi, Du Hùng đừng qua bàn của con nữa. Cái dí Du Hùng nặng quá. Không lên bài nổi luôn nè. Hunter là có rồi nè. Lấy 3 Hunter chăng, hay này up cấp lấy 3 Hunter nghe thú vị nè. Trời ơi. Vua Hùng đúng là bởi vậy phải không? Bởi vậy Vua Hùng mà có bàn cờ, mình có con Vua Hùng để đây là nó khỏe rồi. Vua Hùng của đối phương cho nên là đè bài mình không có lên nổi. Chịu, chịu thôi. Không lên nổi thì thôi bạn. Không nổi thì thôi, chìm, chìm vậy. Không nổi thì chìm. Trời ơi, cố này ghê vậy trời. Thôi đừng đùa. Đừng đùa, úp lên bài xấu luôn à. Chơi gắt vậy rồi ai chơi lại mày. Ôi thôi thôi thôi. Cái nữa em ơi. Ừ. Cái giết con này. Ừ. Con nữa. Ờ à, không kịp không kịp. Thôi kệ không sao. Như vậy là tốt lắm rồi. Như vậy là tốt lắm rồi. Ờ à, như vậy là tốt lắm rồi. Mình chấp nhận được. Không sao hết. Bây giờ mình gặp thằng Echo trắng một cái nữa thì thôi. Không có chuỗi thua nữa rồi. Đó thấy chưa. Nghiệt ngã vậy đó. Echo trắng khó chịu lắm nha bạn. Thà đội hình bạn mạnh mà gặp mấy thằng Echo trắng bạn không sợ. À bạn đội hình bạn Sida. Đã Sida rồi mà gặp ngay thằng đó. Gặp ngay thằng đó nữa thì khó quá. Bạn ơi khó quá. Bây giờ nếp 10 nè. Bạn coi à. 6 con 1 sao. Hết muốn chơi luôn. Hết muốn chơi không lẽ giờ ao. Mà thôi. Việt Nam mà phải bất khuất kiên cường. Cho nên là thôi cố gắng vậy. Không có ao. Không có ao sớm. Chơi game tới chết. Mình gọi là dãy chết cực mạnh nè bạn. Chơi game tới chết. Ngồi đẹp được em ơi đừng thua. Ôi mày giết tao đi. Ờ được được hay quá hay quá. Ôi may quá. 6 con 2, 6 con 1 sao tưởng là không đép được hiệp 10 chứ. Hay quá anh hên là cũng được. Hên là cũng được tại có Hunter chứ không là toan rồi. Được bạn ơi. Lấy một con rồng ra. À, lấy một con rồng ra. Để con rồng phun nước miếng vào. Con rồng phun nước miếng này bây giờ mạnh nha bạn. Con rồng phun nước miếng này bây giờ khá đấy. Không đùa đâu. Kinh khủng đấy. Mình nghe nói là con rồng bây giờ nó phun vô mấy cái con mà có giáp á, nó cũng giật đau ghê lắm luôn á bạn. Khoan, không phải có giáp mà có siêu của Gnai á. Nó giật cũng đau lắm luôn á. À, nó giật cũng đau lắm luôn. Cho nên là bạn cứ cầm vào Baragon ở đây. Trời, thằng này cũng đi Hunter. Chết chưa. Agency Ranger dính cục nước miếng rồi. Thúi chưa em. Thúi chưa. Trời chết.
tưởng nó trên tưởng nó chết luôn nhưng ai về nó không chết bạn ơi. Mày nè. Tao nói rồi dính hai cục nước miếng thì thôi. Thúi lắm. Bạn biết rồi đó. Con người mình có bàn chải đến răng chứ rồng bàn chải đến răng ở đâu ra. Trời, phun cục nước miếng đó là chí đó. Chất chơi người dơi luôn. Căng thật sự. Nghe thấy rùng mình các bạn, nghe thấy nổi da gà tự nhiên có giống như kiểu như mình là con Agent Ranger nữa. Tao đang dương cung phun cục nước miếng vô mắt đuôi con mẹ nó cũng bắn đâu có được. Chịu. Ok. Trời ơi, cái này giờ cho con này đi. Cho máu chút xíu cũng tốt, không sao cả. À, thờ mình yếu, thằng này nó còn yếu hơn mình. Mình yếu mà thằng này nó còn sida hơn mình nữa. Khổ lắm, ui. Như vậy mà nó top 2 được nha. Trời đất này nó đảo điên. Trời đất này nó đảo điên, đội hình thằng này mà nằm ở top 2 được thì đúng là khó giải thích được bạn. Hiện tượng này nó khó giải thích. Làm sao mà thằng này nó có thể nằm ở top 2 được với cái đội hình này nhờ. Vậy là trận này thằng nào cũng thọt hết. Tại vì hai thằng ông cố nè, biết sao? Một thằng Eco với một thằng Eco trắng, hai thằng này nắm dò nhau nè, về top 7, top 8 nè. À, là mình chắc chắn là mình nằm top 6 trở lên rồi. Hai thằng này kéo dò nhau là cái chặt mà khỏi lo, hai thằng đầu bài cuối bảng kìa. Đó, kéo dò nhau bạn thử để thử nghĩ coi. Một thằng Eco rồi mà bạn thấy không chơi lại thằng Eco trắng rồi á. Lấy bài cho mình vả tới đâu hay tới đó chứ mà kiểu như mà hai thằng đều Eco hết. Căng. Hai thằng đều Eco hết là khả năng cao là còn khả năng cao là lúc mà chết là nằm chung. Chết là nằm kế bên. Ồ, yên giấc ngàn thu luôn, mày mồ xanh cỏ luôn con, đừng đùa. Ai đó bây giờ mình dậy được mình ngon rồi à. Tính ra đội Paragon này dạo này sớm cũng khỏe dữ chứ. Mà có cái Hunter của mình nó không lên, nó không lên Warrior luôn. Ờ, nó không lên bất cứ gì luôn. Ừ, hay lắm. Mới nói nó không lên bạn, giận lên, cho lên 3 con. Lên được 2 con 2 sao. Umbra là lấy không ta? Umbra lấy thú vị nè. Shining Dragon lấy không ta? À, lấy luôn, tại vì cái con rồng mà băng này mình không có tin tưởng lắm nha. À, con rồng băng này nó không tin tưởng lắm. Con này là cái thể loại mà giống như là ăn cắp gạo nhà mình mà đi nuôi thằng khác nè, không được đâu. Mẹ mình đang chuẩn bị ra skill của nó đóng băng lại cái rồi xong. Chí. À đúng rồi, mình có cập nhật cái thông tin mới trên fanpage là cái con tướng mới đó nè. Ở cái con tướng mới đó thì cũng cỡ giống như con rồng á. Cũng cỡ giống như con rồng á, kiểu như là khôn nhà dạy chợ. Con God God Linh Mục, God Linh Mục là tập God và Linh Mục. Nó sẽ có một skill rất là kiểu như là chưa có thông tin chính xác nhưng mà mình nghe một số nguồn tin thì nó là cái skill của nó là sao? Là cấm thằng kia một cái con tướng của đối phương đánh nhưng mà búp cho nó 100% kháng sát thương vật lý. 100% kháng sát thương vật lý nha. Là bạn đánh là không vô. Ok. À bạn đánh không vô. Rồi nó sẽ chỉ là chủ yếu là nó cấm đánh đối phương. Xong rồi nó cái con mà bị cấm đánh á, nó sẽ có một cái giáp là 100% kháng sát thương vật lý. Bạn nghe thấy nó kỳ không? Cấm đánh nó rồi thì sao không giết nó luôn đi. Rồi cấm đánh nó rồi xong rồi kháng sát thương vật lý cho nó làm chó gì. Ồ, kiểu giống như là cấm đánh rồi mà mình thấy cảm thấy có lòng thương xót mà không nở. Không nở mà gọi là truy cùng giết tận cho nên là búp cho nó cái giáp lại thành kháng sát thương vật lý 100%. Nhưng mà vậy thì cũng hay, con God thì cũng có thể mình kết hợp với phép kháng sát thương vật lý chứ nó đâu có kháng phép. Giật một cái chết luôn. Ôi tính ra cũng được. Nhưng mà nó cũng không khác gì con rồng một tiền nữa nha. Giống như đội hình bạn mà đi World hay là gì. Căng. Bạn còn sát thương vật lý trên bàn không có búp con đó vô thì thôi xong. Chấm dứt con mẹ nó luôn. Ôi chà. Có phép nha. Hunter dạo này á, Hunter anh em đi xấu Hunter rất khó. Tại vì sao? Giai đoạn đầu anh em phải đối đầu với hai con hung thần là Assassin
ba assassin thôi nó quẩy anh em nát nước luôn mà, cho nên ba assassin căng rồi phép cũng căng, tại vì bây giờ anh em đi sáu hunter đó, anh em phải tới level mấy anh em mới kiếm được con tinh tsunami đây, rất khó kiếm con tinh tsunami tại 5 tiền bây giờ nó không phải như hồi trước nữa đúng không, cho nên bây giờ khả năng cao là mình đi ba hunter trước, xong rồi đi ba dragon giống mình nè, xong rồi mình đi bốn xuyên, đi bốn xuyên kẹp bơm vô nổ nó, khả năng cao là vậy đó. 55 tiền up cấp nè, để con này vào từ từ, nếu mà đi 6 hunter được cũng được, nhưng mà chưa biết, tại vì giai đoạn đầu này bây giờ cái đội hình nè, bạn nhìn vô cái đội hình của mình ngay tại lúc này nè, gặp một thằng phép chết luôn, gặp một thằng assassin chết luôn, ok, gặp thằng nào mình cũng chết á, cho nên anh em cẩn thận hết sức có thể. Ok, anh em mà đang xem để lại một like, một đăng ký, một hộ channel mình, cảm ơn mọi người, nhớ comment bên dưới anh em sẽ được team nha, ok. Đó, nè assassin thằng này nó còn yếu nha, nhớ không, nhưng mà assassin mà thằng nào nó xanh nó quẩy mình trời, nát đít với nó cũng nguy hiểm ok được chưa sao. Chưa, nãy giờ mình không có thèm nhìn ở cái bên cột bên trái luôn á nha, mình leo lên đầu bảng hồi nào không hay luôn, trông vô thức luôn. Được luôn, chơi luôn mạng, trời lên được top đầu rồi, thấy ngon rồi. Rồi rồng này 2 sao rồi, giờ không lấy nữa nha. Rồng này 2 sao, không lấy con rồng thì ta cũng thích lắm nhưng mà không lấy đâu. Top 8 thôi bạn ơi. Dạo này đi 6 assassin giai đoạn đầu nó sida nè, giống như bây giờ đi, mình giống như mình dồn hết 6 assassin mà không đi dragon đi. Nguy hiểm, tại vì mình sida, đội hình assassin là 6 hunter là bạn quên, 6 hunter là nó sida lắm, máu nó yếu rồi mà nó còn không có cái kiểu như là không có kiểu giống như là nó linh động, nó cứ đứng một chỗ nó bắn nè, rồi nó đứng một chỗ nó chịu luôn, mà nó không có một cái gì đó gọi là nó sốc đam hay là gì mà để gọi là thoát khỏi cái gọi là bó sát của thằng assassin, hoặc là kiểu như không có kháng phép, cũng căng cho nó. Nên đi, dạo này anh em nói đi hunter đi anh, đi hunter. Đi hunter thì được, mình biết hunter nó đi được, nhưng mà giờ assassin nó còn khỏe như vậy, mấy bạn kêu mình đi hunter khác nào khác nào nằm xuống cho nó hãm đâu. Mà khác nào nè, đưa thân ra gọi là thân gái dặm trường đâu, không được bảo vệ thân thể. Chết đó, không được đâu, mà đem thân ra rồi chơi là đỡ assassin nó vả thì thôi, nó gặt mình nát hết con mẹ nó người thì không chịu nổi bạn ơi, không chịu nổi. Trời, Doom 2 luôn, Siren luôn, nghe không, hunter đó nha, mình level 8 rồi mà nó không ra Siren đâu, mà cái thằng này Caesar Nam level 7 mà nó ra Siren đó. Bạn thấy không, bài nó ra rất là lộ liễu, kiểu như là mày đi hunter đúng không, mày đi hunter thì tao không cho Siren đâu, mày đi bộ khác thì tao cho. Trời ơi, không giết được con Doom luôn, banh xác rồi bạn ơi, toan rồi. Nhịp thứ 20 được. Cho bài như vậy thì thôi, cho bài như vậy thì muốn nghỉ chơi dễ sợ. Có thằng đi xấu assassin luôn nè, thằng này cũng ghê, liều lĩnh đấy. Không, dáng này nó ngang tầm nhau bạn ơi, nó không có bị cách xa quá. Việt Nam mình gặp mấy thằng nước ngoài, Việt Nam mình vả ghê quá. Vả ghê quá, chắc là cho Việt Nam về chơi chung với nhau sao. Vô trận lên 8 Việt Nam là coi máu nó tầm nhau không. Đó, có hai thằng Eco là nó thấp máu thôi. Hai thằng Eco rồi nãy là nó thấp máu thôi. Chứ mấy thằng kia là nó còn lại ngang tầm nhau, gọi là sao, tại vì nó chung một meta bạn ơi, mỗi thằng mỗi nước nó có chung một meta với nhau, có chung một cách chơi, cho nên là cái tầm máu mất nó không có được nhiều, nó khác, nó gọi là chênh lệch mình. Được em ơi, bây giờ ma năng nè, ma năng đâu, lấy cục ma năng này cũng được nè, cục ma năng nào cũng được, trời, hai cục ma năng nha. RO cho Nhung chẳng không được, RO cho Nhung bây giờ là quá lộ liễu bằng RO hả. Mình chút xíu mình còn phải để cục ma năng mình dành cho con Siren nữa, cho nên là mình không có muốn khóa lại dáng này cái rồi.
mình không có muốn là Nhung nó dành hết ma năng được. Không, Nhung không có dành hết ma năng được. Thôi chết tôi rồi, gặp thằng phép này bạn thấy không? Gặp thằng phép toan chặt liền, đâu có cái gì mình đánh lại nó đâu. Ôi, ghê nhờ, thằng này nó cuối bảng mà nó còn ráng kéo mình một phát đâu, thật sự. Ôi, nó ráng kéo mình một phát đâu, kinh khủng luôn. Chút xíu nữa là mất cái top 1 rồi. Không được nha, giữ cái top 1 lên cho mình. Được luôn, đó. Rồi, bây giờ chắc ăn nữa là anh em biết sao. Mà xoay cái nhẹ một hiệp, hai hiệp nữa. Ô, oh, tới hiệp 25 là mình phải có level 9. Bán con này đi cũng được. Hoặc là bán con Ace đi ha. Con Ace bây giờ để nó lại tăng thôi. Chứ bây giờ nó đâu có tác dụng gì lắm đâu bạn. Đương nhiên là phải cho Siren rồi. Hồi nãy cho Nhung cục rồi à, cho Nhung cục rồi. Không, dáng này mình đi 3 Hunter thôi bạn ơi. Đi 3 Hunter thôi, mình không có đi 6 Hunter nha. Mình đi 3 Hunter thôi. 3 thôi chứ không có 4 nữa, 3 thôi à, đi 3 Hunter thôi. Cố gắng là kiếm kháng thép. Tại vì mình đi 6 Hunter giai đoạn này á, mình 8 con à. 6 Hunter đồ này kia nữa là mình đâu có coi chỗ đâu bổ phép vào, kháng phép vào. Khó. Bây giờ mình phải có xuyên nữa. Ờ, mình có xuyên nữa. Được luôn. Tại vì mình đi Dragon Hunter rồi, đi Dragon Hunter rồi mà bạn không có kháng phép thì cũng dễ chết lắm rồi, xoay nữa. Được luôn em. Bán luôn, mua con sao Ripper về luôn. Đó. Oh my god. Giờ sao bạn? Lên 2 luôn ha. Mua rồng 4 tiền không ta? Ồ, mua rồng 4 tiền luôn. Chơi luôn, chơi phải chí bạn. Umbra. Umbra sắp lên 3 sao. Được nha. Con rồng này lên 3 sao mà em điên nhất là sao là cho nó RO. Nhưng mà không, Nhung nó gặp con rồng này là nó mê lắm rồi. Chứ đừng có cần phải cho RO vô lẫn. Ôi, ghê nhờ. Bắn tên lửa khí thế vậy. Này thì tên lửa với chúng tôi này rồi. Con Nhung gặp con Umbra này là nó khoái lắm bạn. Ờ, nó khoái lắm. Chết tôi rồi. Bài gì phải up 9 hả? Tờ tờ. Hay dạ. Lấy con Ace ra, để con này vào lấy kháng phép. Ờ, lấy kháng phép liền. Để chút xíu nữa gặp thằng phép đỡ phải chết mà. Đỡ phải chết. Ờ, chứ gạo giờ mà gặp thằng phép thì nó bố mày chờ mày nãy giờ. Bố mày chờ mày nãy giờ nè, hãm đi con, hãm đi. Căng thật sự, thằng phép này nó còn có 4 máu à. Nó còn có 4 máu rồi thì hy vọng là nó đi luôn đi cho rồi. Hy vọng là nó đi luôn đi cho rồi cho mình rảnh nợ bạn. Mình rảnh nợ. Rồi Siren hú tốt, Nhung, Nhung xuất sắc, Nhung đặt như vậy thì ui, Tết này tiền để đâu cho hết. Này thì nè, có của ăn của để luôn nha. Chết mày chưa. Ôi, thằng Mr. Hot 199 nó vẫn thắng được mình nha. Thằng Mr. Hot này là Knight 13 tiền. Wow. Chất chơi. Chất chơi, chất chơi. Nó vẫn thắng được mình mà nó thắng mình 3-4 con gì lận chứ bộ. Nó level 9 rồi, hẹn chi sao nó thắng được mình là đúng rồi. Vậy thì mình up level 9 thôi. Bạn up được level 9 bạn thắng mình đúng không? Thì mình cũng bắt trước. Up level 9 thôi. Chơi bạn. Rồi. Ôi, cái thằng hội rapper này nó ghê nè. Hồi nãy mình tuyên đoán là nó eco xong nó chết nhưng mà không. Nó eco xong rồi nó bỏ lại thằng eco kia xong rồi nó comeback rồi. 8 trận thắng liên tiếp rồi nha. 8 trận thắng liên tiếp là nó phải thắng mình nó mới có 8 trận thắng liên tiếp được. Chắc chắn là nó phải thắng được mình nó mới có 8 trận thắng liên tiếp như vậy. Thì khả năng cao là nó đang rất khỏe. Khả năng cao đang rất khỏe cho nên phải để ý các bạn. Mấy cái thằng mà nó có lửa đồ này kia mà nó nằm ở giữa bảng á là bạn biết đội hình nó đang ghê á. Ờ, à, đang ghê nha. Chết chưa. Cái này quất luôn cái giáp xương chứ hả bạn. Quất luôn cái giáp xương hay lấy chuẩn phép thật. Quất luôn cái giáp xương đi. Quất luôn. Thunder Spirit 3 sao. Hắc à, đâu ra đê ghê thế. À, để con này lấy Warlock. Rồi, như vậy đi, tạm ổn. Cái giáp xương này giờ khó quá đây này. Hội rapper Knight luôn nha. Ghê thật sự. Knight thì cũng có lấy cái này được. Giảm tốc độ đánh của đối phương cũng nghe thú vị đấy. Gặp ngay thằng hội rapper nè. À, không, hay hình quá. Máy nó dạo này nó, bạn để ý nha. Bạn cứ xem bài của thằng nào á thì nó cho bạn gặp thằng đó. Bạn cứ xem bài của thằng nào nó cho bạn gặp thằng đó. Bạn anh em để ý thử anh em biết à. Ờ, mấy cái đó nó bình thường lắm.
cứ ồ hôm nào qua tao qua sân thằng này tao coi, tức là nó cho mình gặp, dán sao cho gặp ngang đó luôn, cho gặp ngang đó luôn. Kiểu như à mày ngại thằng này đúng không, mày ngại thằng này mày mới qua coi đúng không, cho mày gặp luôn, cho mày gặp ngang đó luôn. Gọi là trêu ngươi bạn, trọc tức. Thôi ra bài gì đó khác đi. Ví dụ như là AV Knight thì sao, hồi nãy mình có con không mua, giờ này bị kiếm mất cực nè. Thôi, không mua trần dần nha. Ôi, căng đấy, bà chà. Hai thằng Hunter đang nắm trùm luôn bạn, ui. Còn mình thì 62 máu, nó khác bạn. Chết chà, hai phép không biết kháng nổi không. Cứu anh dáng này em ơi. Con nhung của mình đâu? Con nhung của mình sao không đặt được giống nào hết vậy? Con nhung của tao đâu? Where is the nhung mày? Cái thằng này ha, nè mày chết. Ôi, thằng Bú Linh chết hả? Chứ không phải thằng phép chết hả? Ôi, con khổ lắm. Mày chết đi, mày giờ chưa ở đây làm cái chó gì nữa. Áp cái áo choàng tabu luôn, áp cái áo choàng tabu cho con này luôn, đó, ra luôn. Trời ơi. Chết đi còn chờ cái gì nữa. Trời, thằng đó nó ghê nha, nãy giờ nó vả mình hai lần, lần nào cũng là mười mấy 20 máu không. Thằng này ghê, tính ra là nó cũng comeback mạnh đấy. Comeback mạnh đấy mà được, bây giờ mình thích không, bạn thích không, mình quất tôi gặp ngay thằng này nữa, nhưng mà khác rồi nha. Bây giờ có áo toàn tabu rồi nè, đó nhung đặt được rồi, giờ mày làm gì tao, rồi mày làm gì tao, làm gì. Quên. No door em ơi, no ticket. Em không có cửa, không có vé nào cả. Khỏe đấy nhưng mà chưa đủ. Áo choàng tabu liền. Kháng lại mạnh liền. Trời ơi, may mắn thật. Nè, giờ sao? Tsunami nè. Ok chơi không? Bây giờ mình lấy con này ra, để Tsunami vô mới chất nè. Mà thôi bán con này đi, đi ba Hunter thôi, để lại mấy con này làm gì. Ok, F10 luôn bạn ơi. Ok, anh em đang xem đây lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người. Có mấy thằng lên 10 rồi kìa. Mình phải lên 10 thôi bạn ơi. Mình có mấy thằng lên 10, mình phải lên 10 thôi cho nó kịp bạn, chứ để nó trễ. Lên 10 đi cho nó kịp chứ để nó trễ. Trễ là nguy hiểm đấy nha. Trễ là nguy hiểm đấy nè. Trời ơi, nhung. Nhung đâu? Hay quá. Như vậy thì nè, Siren hú được, trời nhung được mái hôn nha. Ngon được nè, tinh thạch ma năng. Trời, nãy giờ tao chờ có nhiêu đó thôi đó. Thiệt luôn á. Bây giờ để vô cho nhung hay là làm sao ta? Rồi mình level 30, tích tiền phát này cũng được. Tích tiền phát này hợp sao up level 10 luôn. Thì sao up level 10? Up level 10 để con đi vào bạn. Up level 10 để con LV Knight vào, bốn xuyên, nhưng mà con cái Hunter của mình nó si đa quá, không có con nào bắn được hết. Bốn xuyên rồi phải xoay ra bơm nha, không xoay ra bơm là cả một vấn đề đó bạn. Cả một vấn đề đấy, tại mình up 10 phải có bơm. Mà bình thường bạn biết rồi đó, đi Hunter Goblin á, thì không bao giờ có bơm đâu. Đi Hunter không bao giờ có bơm đâu. Nhưng mà bạn đi bộ khác thì bạn xoay ra bơm dễ lắm. Mà bạn thử phải không? Bạn thử đi, chắc chắn như vậy luôn. Level 10 xoay cái ra bơm luôn nè. Ép cái này luôn. Lỡ chơi cho tới luôn bạn, chơi cho tới chỉ luôn. Kéo con này vô, bốn xuyên, nhưng mà bây giờ Hunter của mình nó hơi sida. Tại bạn biết không, nếu mà có Hunter còn Agency Ranger nữa nha, mà ba sao tao dồn đồ cho nó bốn xuyên này, nó bắn cái mình tụi này nó đắt còn hơn cái mùng của bạn. nó lủng như hơn cái mùng. Bạn có coi tôm series không? Bạn có coi cái tập mà bắn súng xong rồi cái con tôm lại uống nước xì đó. kiểu giống vậy bạn. Thôi, nhung mày đặt như vậy thì chết. Nhung ơi, trời ơi, mày đặt như vậy thì chết, chịu gì nổi. Cổ ghê cơ, nguyên 8 warrior nó nằm ở ngay chỗ này, nó đặt ra hàng sau. Không có ăn học, thua liền mà. Em thấy chưa, chỉ cần một chút xíu sơ sẩy thôi là con nhung nó bóp giái mình liền. Con nhỏ này dâm đảng thiệt.
Búp giấy tàu. Ôi, thú vị. Thú vị nè. Warrior. À. Chà, này giờ sao ta thạch chùy cũng được. Ép cho nó cái quyền trưởng mãn xòa để cho nó kháng kháng câm lặng cũng được, hoặc là chà, giờ có cục mà năng ở ngoài đây nó hơi càng hơi ngại nha. Cục mà năng ngoài đây nó hơi ngại nha, không biết làm gì đây nè. Agency Ranger thì giờ không có đồ 1 sao, 2 sao. À, đội hình này đúng nó ung thư luôn bạn. Đúng. Ôi nó có bơm rồi. Nó chết rồi. Vũ ơi, tha anh. Tha anh, trời ơi, có 2 xuyên mà còn bơm nữa thì chết. Ôi nó khỏe quá bạn ơi. Agency Ranger nó 3 sao rồi. Hèn chi. Hèn chi mà mình kiếm một con không ra luôn á. Ôi mày chơi vậy thì thôi, về nghỉ ai thèm chơi mày nữa bạn ơi. Thôi đừng nào xoay bạn ơi. Bơm em ơi, bây giờ anh cần bơm thôi. Blee, Blee, Siren cũng được. À, à. Oh, máy bay à, căng à. Oh, The Rider, xoay tiếp luôn, xoay nữa luôn, được luôn, Dragon luôn. Dragon 2 luôn, bán con này đi luôn nè, để Dragon vào nè. Tại vì có xuyên mà bạn, mình lấy kiếm con nào đánh mà nó chí chút xíu, đánh sát thương vật lý á. Mình lấy vô nó ngon tù, cờ nai thằng này nó khỏe nha. Nhung à, Nhung, ờ trời, nó bên nó cũng có Nhung, mình cũng có Nhung, giờ chơi Nhung nào, à, giờ muốn sao, trời thua vậy. À không, mình có xuyên, ờ trời thua. Ôi, vậy mà thua nhảm thiệt luôn, không ngờ luôn. Mình không ngờ luôn. Ờ, hay, con này 2 sao được, tăng chút xíu. Chà, căng nhà bây giờ FRO hay là ép cái gậy sét. Đây rồi, trời ơi, tao chờ mày nãy giờ luôn á. Tao chờ mày có nhiêu đó thôi, nó bán tấm khỉ đi. Bán trần dần đi. Giờ trần dần đâu có đam nổi, giữ 4 xuyên thôi bạn, giữ 4 xuyên thôi. RO cho Siren đi. Cái hú hai cái cũng được. Hú hai cái cũng ra gì lắm bạn ơi. Nhưng mà có vẻ như chưa kịp hú là chết cụ mày rồi. Quên gặp thằng cần ai. Nhung nè. Trời thôi trời ơi, căng quá bạn ơi. Giờ sao? Mình bốn xuyên. Tao bốn xuyên, mày muốn chơi tao. Chơi tao. Không có cửa, ok. Rồi, hiệp 35, chết trà, chưa lấy cái này cho rồng. Rồng bây giờ phải sống được em ơi. Rồng bây giờ mày phải sống được, chứ mày mà chết thì thôi, mất hết. Lấy cái này để bơm vào, bốn xuyên bơm là được nha bạn. Bạn nghĩ đi, bơm này là sát thương vật lý nha bạn, chứ không phải là sát thương phép. À, nó là sát thương kỹ năng, nhưng mà là sát thương vật lý. Giáp đối phương càng ít, nó nổ càng đau. Ok, à, đó anh em để ý kỹ nha. Sát thương kỹ năng nó gồm hai loại là sát thương phép và sát thương vật lý. À, cho nên á, một số con là sát thương vật lý, một số con là sát thương kỹ năng. Ok. Ờ quên, là sát thương phép. Ok, đó. Cho nên anh em cứ cẩn thận hết sức cho mình là bơm là sát thương vật lý nha. Bốn xuyên này nó đặt một bơm thôi. Nổ một cái thì thôi ra đường hết. Trời ơi, xoay cái nữa rồi sao? Được luôn, tao bán hết nhà hết cửa đi. Ờ, tao bán hết nhà hết cửa đi. Lấy bơm 2 bạn. Phải là bơm 2 thôi. Không có chạy đi đâu được hết. Rồi biết nãy lấy RO cho bơm là ngon rồi ha. RO cho bơm cũng không cũng hợp lý lắm. Nhưng mà không, RO thì lỡ để cho Siren rồi. Cứ giữ cho Siren đi, bơm 2 nè. Nổ nè. Rồi, trời ơi, cái thằng kia nó thua nè, hội rapper nha, thua mình 6 con nha, đi liền mày, đi liền. Trời, chó thiệt luôn, giờ tự nhiên ghép cho con rồng. Rồi, giờ sao? Bán con Aquaman đi nè, bán con Agency Ranger đi nè, mua 2 con này về để vào luôn. Tăng sát thương, tăng sát thương. Với lại tăng cái kỹ năng khống chế. Ok, đó. Anh em phải bình tĩnh cho mình. Chưa sao hết. Nè, bơm nè. Nè, bơm nổ nè. Ra đường. Được mãi hồn luôn. Ôi.
18 máu không chết luôn đi, còn một máu làm chó gì vậy? Mùi. Bạn thấy chưa, nổ ra đường chưa? Ra đường vãi hồn chưa? Một cái thôi. Banh xác rồi mẹ, bây giờ thì đỉnh cao nhất là sao? Osama Bin Laden mà còn nó còn là ghê nữa, theo kiểu là có xuyên giáp nữa. Ồ, đặt bơm một cái lấy tiền ghê dễ sợ. Bây giờ bơm, miễn là bơm đặt được là ăn tiền mà. Nè, ôi chắc chắc bơm ơi, đặt anh phát này thôi, xin đen cũng sao xin đen nó rồi. Nhưng mà Nhung mình ăn tiền bạn ơi, Nhung mình ăn tiền, Nhung mình đặt ghê lắm. Nhung mình đặt rất ăn tiền. Bơm đâu em ơi, sao lâu thế? Ồ, sống hộ phát này rồi, còn nó còn sống nha. Này nó dài thiệt. À, thì ra là vậy. Là sống để làm gì? Sống để mình lên Umraba thôi. À, sống có mục đích đấy bạn. À, sống có mục đích đây. À, mục đích là một ở bên đích đó bạn, chứ không phải chứ không phải một nhọt nha. Ok. Rồi, bây giờ đưa Siren lên, nó hú sớm chắc rồi. Đó, xếp nhẹ là đưa hình thôi. Bây giờ sao? Nhưng mà con rồng ba này, con Nhung là nó mê lắm. Ôi, nó có Nhung 2 rồi, chết chưa. Căng bạn ơi, căng. Nè, nổ nè, mày ra được. Chơi không? Ôi chắc, mất 2 máu. Ôi, thôi nhưng mà xong rồi. Khó lắm em ơi. Trời ơi, bơm nổ đã ghê chưa bạn. Ok, anh em đang xem, đỡ lại một like và đăng ký ủng hộ channel của mình. Chủ quán, quay xem, yeah. Nhớ comment là bên dưới nha bạn.